thương quá nhẹn lòng. Đêm, là một đêm tháng 7 với những cơn mưa rả rích, phủ từng đợt xuống cái mái lá nghèo. Những giọt mưa như cố tình xóa nhòa vạn vật, để rồi tạo nên một bản nhạc trầm buồn. Thỉnh thoảng giữa tiếng mưa rơi là tiếng thở dài của má tôi. Đêm nay, má lại không ngủ. Chị em tôi lớn lên trong cái nghèo, thiếu ăn và thiếu mặc là hai điều luôn luôn tồn tại trong cuộc sống nhà tôi. Thế nhưng chúng tôi chưa bao giờ bị thiếu tình thương. Hồi còn ba, ba hay vắng nhà để đi tìm việc làm xa, và mỗi lần về thăm, ba đều mua cho chị em chúng tôi cái quần áo và bánh trái, đưa má ít tiền rồi lại đi. Tuy cực nhọc, nhưng với sự cần cù của ba, cái tánh vén khéo của má, gia đình chúng tôi vẫn sống đủ. Nhưng bình yên đó chẳng kéo dài được bao lâu. Lúc thằng Út lên 5 tuổi, ba bị tai nạn ở công trình xây dựng nơi ba làm phụ hồ. Kể từ đó má phải thay ba làm trụ cột gia đình, chăm sóc chị em tôi. Bao nhiêu nỗi buồn cứ dồn vào cái tấm thân gầy yếu của má. Mỗi đêm má thường trằn trọc để nghĩ về nợ nần, gánh vác mưu sinh, việc học hành của chị em tôi, đến những thứ nhỏ nhặt như cái khạp gạo cạn dần, tiền lãi sắp đến hạn đóng, cũng như nhiều thứ xung quanh cũng làm cho má mất ngủ. Những đêm mưa má lại lui cui đi hứng mấy chỗ dột, lay hoay che lại cho chị em tôi khỏi bị mưa tạt. Rồi mùa nắng má than nực, lại lặng lẽ đi ra mắt cái võng bên hiên, nhìn sao hướng gió. Đêm nay qua đêm nọ, tháng này qua tháng nọ, mắt má cứ sâu dần, tóc má bạc thêm, và người má thì ốm đi rất nhiều. Tôi biết má bị bệnh rồi, bệnh mất ngủ. Mấy dì hàng xóm cũng nói thế. Họ khuyên má đi bệnh viện khám rồi lấy thuốc về uống, nhưng má cứ nói có sao đâu. Má phớt lờ tình hình của mình. Bởi lẽ má biết rằng ngày nào nhà còn nợ, chị em tôi chưa được học hành đến nơi đến chốn, thì ngày đó má chưa được ngủ yên. Chị em tôi thương má lắm, nhưng biết làm sao bây giờ. Thế là mỗi lần sang chơi nhà hàng xóm, tôi lại nghe ngóng các cô bác nói về những món ăn giúp ngủ ngon hơn. Trong số đó có đọt nhãn lòng, là thứ tôi có thể dễ dàng tìm nhất. Nhà tôi ở quê, nhãn lòng cứ mọc đầy bên mé sông, trong rẫy sau hè. Chỉ cần một chút nắng, rồi một chút mưa và một chút phù sa của đất mẹ là cây sẽ sinh sôi, phát triển, đâm hoa, kết quả, giống hệt bọn trẻ con nhà nông chúng tôi. Suốt ngày chân đất, giăng nắng lội sông, ăn rau vườn cá đồng mà đứa nào cũng mạnh cùi cụi, rắn rỏi và mạnh dạn. Thằng Út em tôi cũng thế, 8 tuổi nó đã biết đi bắt ốc, cắm câu. Cứ mỗi mùa lúa, nó lại ra đồng bắt chuột, móc lúa hay lượm hột vịt mà cái đám vịt chạy đồng vô đẻ rớt. Từ ngày má mất ngủ, nó có thêm công việc mới, đó là đi bứt đọt nhãn lòng. Mấy bác hàng xóm nói, nhãn lòng xứ này không mọc nổi với thằng Yên. Cách chữa hôi miệng nhanh nhất không phải ai cũng biết. Cũng bởi nghe đâu có cái đọt nhãn lòng là nó gom về hết. Đọt non nó biểu tôi nấu canh cho má ăn. Phần thân già thì nó rửa sạch, phơi khô, nấu nước cho má uống. Còn trái chín nó dành riêng làm quà vặt ăn cho đỡ buồn. Mỗi tối sau khi má ăn xong á, nó lại canh xem tối nay má có ngủ được không. Nhưng cái thằng đúng là con nít, mới nói ra là nằm gáy khò khò. Sáng hôm sau thằng Út hí hửng hỏi, hồi tối má ngủ được không má? Được, má ngủ ngon lắm, má biết ý trả lời. Nghe má nói, thằng Út lại nhanh nhảu đi bứt nhãn lòng về cho má. Má lại nhiệt tình ăn, và mỗi tối má lại mất ngủ. Không phải vì nhãn lòng của thằng Út không hiệu quả, mà chỉ vì má vẫn chưa thể bớt được nỗi lo. Tháng này quê tôi sắp vào mùa lúa, khắp vùng phủ bạc một màu lúa chín. Ngoài đồng, chuột kéo về từng đàn để ăn lúa của nông dân. Người ta phải tìm mọi cách để diệt chuột, cứu lúa. Mùa này thằng Út hay đi ra đồng lắm. Nó theo mấy chú học cách bẫy chuột đồng. Hôm đó sau khi đem về cho tôi một sâu chuột đồng, thằng Út lại hối hả xách rổ đi, không quên nó với lại, em đi hái đọt nhãn lòng cho má nghe chị hai. Nó rồi nó chạy mất hút ra đồng. Nhưng trời chạng vạng tối nó vẫn chưa về. Tôi đoán chắc là nó đi mê, đi theo coi bẫy chuột rồi nên quên về. Nhưng má vẫn không yên lòng. Linh tính của người làm má cứ bồn chồn, thấp thỏm. Khi má vừa thấy đèn pin để đi kiếm thằng Út, thì chú Tám
Hàng xóm hớt hải chạy vào báo: "Chị Tư ơi, chị Tư, thằng Yên nó dính bẫy điện sống, nó nằm ngoài đồng kìa." Má tôi sững sờ, tôi hoảng hốt, bỏ chạy theo chú Tám. Con đường từ nhà ra ruộng hôm nay sao dài thế? Chúng tôi cứ chạy mãi, có cảm giác đôi chân bụng rủng mà không phải của mình nữa. Kìa, phía xa xa, thằng Út nằm đó, cháy xém, cứng đờ, lạnh ngắt. Cái rổ hồi chiều văng ra xa xa, nhãn lồng rơi tung tóe. Thằng Út có ngờ đâu, trong lúc hối hả đem nhãn lồng về để cho tôi kịp nấu tô canh cho má buổi chiều, nó đã vô tình trở thành nạn nhân của những chiếc bẫy chuột giết người. Và má có ngờ đâu, tấm lòng hiếu thảo của con trai má lại được đáp trả bằng một kết thúc buồn như thế. Má khóc, tôi khóc. Cơn mưa đầu mùa từ đâu đổ xuống, như khóc cho câu chuyện đau lòng của một vùng quê. Đêm nay má lại không ngủ, má vẫn thức trắng kể từ ngày thằng Út nó đi. Và tôi ngày ngày vẫn thay em tôi đi hái đọt nhãn lồng về nấu canh cho má, để má ngủ yên, để trong giấc mơ chập chờn má có thể gặp lại thằng Út. Trần Hoàng đăng thư.